khi tháo được cái răng này ra thì các bạn có thể thấy đây là bộ phận làm nóng của nó. Thì ở bộ phận làm nóng này các bạn sẽ bóc cái phần giấy nhiệt này ra giữ lại. Cái phần này là phần làm nóng chính, sử dụng 220V thì các bạn sẽ bỏ nó lại, bỏ ra. Thì đây là chúng ta sẽ giữ cái này, cái này cũng bỏ đi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần thừa này đi và mài nó tròn lại như cái đầu này của nó. Sau khi các bạn cắt xong, các bạn nhô thường và các bạn mài, các bạn có thể sử dụng máy mài để mài nó đi để cho nó tròn như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắp nó. Ở đây là tờ giấy mà vừa chúng ta giữ lại, các bạn sẽ cuốn nó lại để ra. Ở đây tôi có dây trường nhiệt 0.3, thì sợi dây này của tôi dài 1 mét, các bạn chỉ cần nó dài khoảng 50 cm thôi. Bây giờ thì sẽ quấn nó dàn đều các vòng, nó kéo xuống đến đây. Các bạn lưu ý không được để cho nó chập vào nhau. Thì tôi đã lắp xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy sợi dây điện 220V của lại. Tiếp theo thì tôi sử dụng dây sợi thủy tinh chịu nhiệt. Đây là tôi sử dụng dây thủy tinh chịu nhiệt là Phi 2. Tôi sẽ cho cắt. Rồi. Bây giờ thì hai đầu dây này các bạn sẽ nối vào hai đầu mà các bạn vừa đánh cho nối đây. Sau khi nối xong thì các bạn sẽ đẩy sợi dây thủy tinh này dính lên. Như vậy thì tôi đã hướng dẫn các bạn nối xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nối vào bảng. Như vậy có thể. Bây giờ thì ở đây chúng ta sẽ có chiếc công tắc này. Thì sẽ cắt đầu dây ra. Sau khi nối xong thì các bạn cố định sợi dây vào.
lắp lại trước phần đầy công tắc này. Tiếp theo thì ở phần trước khi cắt này tôi sẽ cắt ra. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng hai chiếc kẹp cá sấu 4.5 này để lắp nó vào. Như vậy thì tôi đã lắp xong, chế xong chiếc súng bắn keo từ điện áp 220V xuống giờ dùng điện áp 12V. Tôi sẽ test cho các bạn xem. Ở đây tôi có một chiếc ắc quy 12V. Tôi sẽ cho thanh kiểm này vào. Thì cái súng này nó sử dụng điện áp 12V nên nó sẽ hơi lâu, mất khoảng 1 phút thì nó mới có thể chảy ra nhựa. Đây, các bạn có thể thấy tôi sử dụng ắc quy đã chảy nhựa. Như vậy thì tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách chế một chiếc súng bắn keo từ 220V xuống sử dụng ắc quy để khi mất điện các bạn có thể dùng, hoặc khi các bạn đi ra ngoài cũng có thể sử dụng nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào.